VN Index sập rồi, chạy giờ có được không? À, chắc có lẽ đó là một cái câu mà hiện tại mọi người cũng đang suy nghĩ tới về cái câu chuyện này của thị trường đúng không? Sau một cái phiên giao dịch đầu tuần, thị trường có một cái sự biến động giảm điểm khá là mạnh. Thì để làm rõ cái vấn đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau trao đổi trong cái chủ đề ngày hôm nay về thị trường nha mọi người. Cũng chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đi, kinh doanh và chứng khoán. Hôm đây là cái video nhận được thị trường và đưa ra được những cái góc nhìn cho mọi người để mọi người có những cái sự tham khảo cũng như là những cái góc nhìn khách quan nhất về thị trường trong giai đoạn hiện tại anh chị nhá. Thì cũng như là cái tiêu đề ngày hôm nay thì mọi người cũng có thể thấy là thị trường của chúng ta liên tiếp trong 3 tuần gần đây đi ngang rồi sau đó giảm điểm. Nó cũng tạo ra một cái sự chán nản nhất định cho thị trường cũng như cái nhà đầu tư. Thì liệu ở giai đoạn hiện tại chúng ta có nhìn nhận thấy một cái cơ hội hay là đang thấy một cái rủi ro ở thời điểm hiện tại hay không? Đó. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay trước nha mọi người. Rồi, thì thị trường ngày hôm nay của chúng ta có một cái xu hướng giảm điểm 12.45 điểm. Đóng cửa mức là 1.239.26 điểm, giảm gần 1%. Thanh khoản ngày hôm nay của chúng ta rơi đối với sàn HOSE thì vào khoảng tầm 13.485 tỷ và tổng ba sàn của chúng ta thường chỉ đâu đó xấp xỉ khoảng tầm là gần 15.000 thôi. Đây không phải là một cái thanh khoản lớn nha mọi người. Đối với lại là đồ rồng thị trường ngày hôm nay thì chúng ta có 97 mã tăng, một mã tăng trần và có 312 mã giảm với 3 mã cổ phiếu sàn. Một cái phiên giảm điểm tương đối mạnh và đồ rồng thì nó cũng phản ánh được cái sự giảm điểm trong ngày hôm nay. Cái sự giảm điểm ngày hôm nay thì cũng đến từ VN30 khi mà VN30 ngày hôm nay chỉ có đúng một mã xanh thôi mọi người. Và có tới 25 mã giảm và có 4 mã tham chiếu với mức độ giảm điểm khoảng tầm là 10 gần 13 điểm mọi người ha. Ở thanh khoản thị trường ngày hôm nay của chúng ta đối với sàn HOSE thì chúng ta thấy là có một cái sự cải thiện khá là lớn trong sau phiên giao dịch thứ sáu tuần vừa rồi. Tuy nhiên rằng là cái sự cải thiện thanh khoản này nó lại đến từ áp lực bán mọi người. Khi mà chúng ta nhìn vào cái lực mua bán chủ động ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy được rằng là cái lực cầu ngày hôm nay thì chúng ta chỉ đến ở khoảng tầm là 9:30 thôi. Từ lúc 9:30 đến khoảng tầm 9:45 thì chúng ta có một cái lực cầu lớn hơn, nhưng mà ở khoảng thời gian đó thì thanh khoản của chúng ta nó không có sự tăng tăng quá cao đúng không? Và duy trì xuyên suốt trong phiên thì chúng ta thấy cái cột bán chủ động này nó liên tục gia tăng, đỉnh điểm là khoảng thời gian từ khoảng tầm 1:45 đến 2:15 thì đó là khoảng thời gian đỉnh điểm mà cái lực bán gia tăng cao nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Lực cầu cũng có gia tăng nhưng mà nó cũng không đủ khỏa lấp lại cái mức độ gọi là bán chủ động trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì nhìn chung phiên giao dịch ngày hôm nay mặc dù chúng ta có một cái sự cải thiện về thanh khoản nhưng đó là một cái lực bán chủ động đúng không? Đấy, thì đó là về chúng ta thấy được về thị trường. Thì để giải đáp chúng ta một cái câu hỏi là thị trường bây giờ chúng ta chạy được được hay không? Thì mọi người có thể biết là ở trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì em luôn view thị trường có một cái sự rủi ro từ những cái vùng trên cao đúng không? Mọi người cũng đã xem livestream hay là mọi người cũng đã xem những cái video cuối tuần mà em đưa ra cho mọi người từ cái khoảng thời gian mà thị trường tạo đỉnh, đặc biệt là ba cái nến này là ba cái nến mà em đã cảnh báo với mọi người rất là nhiều về cái nhịp điều chỉnh của thị trường đúng không? Mọi người có thể thấy ở đây này. Mọi người có thể thấy ở trong cái nhận định đó ở những cái khu vực này thì em đã nói với mọi người rất là nhiều lần đúng không? Rất là nhiều lần về cái vùng ở phía trên đó. Đây mọi người nhé, đây đó. Đây thì mọi người có thể thấy ở đây ở những cái khu vực mà ở phía trên cao này đến chị ở vùng 1290 vào ngày 23 tháng 8 đúng không? Vào ngày 23 tháng 8 thì em đã cảnh báo với mọi người là khi mà thị trường càng kéo cao như vậy thì thị trường nó sẽ có mức độ sắc phạt rất là cao trong cái nhịp điều chỉnh lớn, tại vì thị trường chưa có dòng dẫn cho nên là thường thường sẽ có một cái nhịp rũ. Đây, khi thị trường chưa có dòng dẫn thì thường sẽ có nhịp rũ. Hiện tại thì chúng ta chưa thấy, tại vì hai ngày 23 tháng 8 á, thì thị trường của chúng ta nó vẫn đang ở khu vực này, đang ở khu vực là 1.287 này đúng không, vùng rất là cao so với thời điểm hiện tại thì nó chưa diễn ra nhịp rũ, nhưng mà em có nói với mọi người nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cho nên mọi người cần phải chủ động. Và ngày 26 tháng 8 khi thị trường kéo lên khu vực 129x thì em cũng đã cảnh báo với mọi người về cái ngày hôm đó, sáng sáng ngày hôm đó là cái thời điểm bán đẹp nhất của mọi người. Thì tính đến thời điểm hiện tại mọi người có thể thấy là cái ngày 26 tháng 8 là đúng ngay cái nến này nha mọi người. Đó. Thì mọi người thấy là từ cái điểm bán đẹp đó thì mọi người thấy là từ lúc đó thì thị trường chỉ có đổ đèo thôi và đi ngang và đổ đèo thôi. Đó, đúng không? Đây, này. Bắt đầu phiên thứ ba tuần này thì thị trường xuất hiện trạng thái khách sáng xuống. Cho nên phiên thứ hai hoặc là sáng thứ ba sẽ là thời điểm bán tốt nhất với anh chị nào còn tỷ trọng cao. Đối với anh chị nào đã tỷ trọng chuẩn bị cho một cái nhịp là T cộng, mà T cộng là ở thời điểm hiện tại mà chúng ta đang thấy đó mọi người. Đó. Tại vì trong giai đoạn đó thì mọi người thấy là tất cả những cái thông tin hay là những cái sự hưng phấn của thị trường nó đẩy lên một cái giai đoạn khá là cao trào. Và giai đoạn đó là em đã cảnh báo với mọi người rất là nhiều lần nhé.
rất là nhiều lần để về cái câu chuyện mà mọi người phải hạ tỷ trọng cũng như là mọi người phải đảm bảo tỷ trọng trong cái vùng này đó. Và em đây nhắc đi nhắc lại với mọi người rất là nhiều lần nha mọi người. Ở đây đây là trong room khách hàng của em nha mọi người. Đây trong room khách hàng của em thì mọi người có thể thấy là lần lần đầu tiên mà em nhắc mọi người về cái việc mà thị trường rủi ro là ngày từ 23 đến ngày 26 tháng 8, đúng không? Lần thứ hai thì em nói với mọi người này, vẫn là lưu ý tỷ trọng tham gia ở giai đoạn hiện tại dưới 30%, không giữ hàng trung hạn. Cái điều quan trọng ở đây đó là cái không giữ hàng trung hạn nha mọi người, đến khi dòng dẫn xuất hiện hoặc có động lực mới. Rồi tiếp tục ngày 28 tháng 8 thì em lại nói với mọi người việc gì quan trọng, nhắc lại nhiều lần, đoạn này chưa xác nhận dòng dẫn nên mọi người cố gắng chú ý tỷ trọng giúp em. Khi xuất hiện đủ tín hiệu thì em có thể là chủ động để cả nhà có thể vào hàng. Tới cộng đoạn này ai muốn tham gia đánh thì đánh, không đánh thì chờ cái nhịp an toàn mà tham gia, đúng không? Và ngày 29 tháng 8 tiếp tục là lần thứ tư mà em nhắc tới mọi người về cái việc đó là mọi người phải chú ý tỷ trọng giúp em. Đến khi dòng dẫn xuất hiện rồi chúng ta bắt đầu đánh mạnh, tránh cái việc mà giao dịch đoạn này nhiều đến lúc có dòng dẫn xuất hiện hay là một cái dòng tích cực của thị trường khiến giúp thị trường đi lên đó, mà chúng ta lại không có tỷ trọng thì chúng ta sẽ không dám hoặc là không thể cơ cấu và bỏ qua đi một cái cơ hội đó. Còn nếu mà không có dòng dẫn xuất hiện thì cũng sẽ rất là an toàn cho mọi người, có nghĩa là giống như ở trong bối cảnh hiện tại này thì khi mà thị trường điều chỉnh, thị trường không có dòng dẫn trong cái giai đoạn vừa rồi á, thì cái việc mà mọi người để một cái tỷ trọng nó rất là thấp á thì nó tạo nên một cái sự chủ động cho mọi người trong giao dịch ở trong cái giai đoạn hiện tại, đúng không mọi người? Là mọi người có tỷ trọng cao, mọi người duy trì một tỷ trọng nó rất là thấp và mọi người có một cái sự chủ động rất là lớn so với cái việc là mọi người cố gắng giao dịch ở những cái vùng phía trên này, đúng không mọi người? Đấy, đó là lần thứ tư em nhắc với mọi người. Và lần thứ năm là gần gần nhất em nói với mọi người vẫn tiếp tục là điều gì quan trọng, nhắc lại nhiều lần: tỷ trọng thấp, tuân thủ kỹ thuật, kỷ luật mua bán. Không tuân thủ kỷ luật mua bán thì chúng ta hạn chế tỷ cộng giao dịch trong giai đoạn này. Để dành tỷ trọng để đánh sóng nếu có nha mọi người, và chú ý cái từ nếu có này nhé. Nếu có cái nhịp sóng á thì chúng ta sẽ tham gia ở trong nhịp sau. Giai đoạn này em không yêu cầu cả nhà giao dịch nhé, thị trường phân hóa có thể tìm kiếm tỷ cộng, còn lại chúng ta cứ nghỉ ngơi thong thả chờ sóng ngắn xuất hiện thì chúng ta đánh mạnh hơn đó, đúng không? Đó là những cái lần mà em đã nhắc với mọi người trong khoảng thời gian gần đây rất là nhiều lần, rất là nhiều lần. Và đặc biệt là những cái phiên giao dịch mà thị trường nó kéo lên những sự hưng phấn nó cao, em đã cảnh báo rất là nhiều rồi. Thì ở trong cái giai đoạn này khi mà thị trường đã đi đúng cái nhận định của em đã đặt ra cho mọi người trước đó, tại vì em có view với mọi người đây, em có view với mọi người nhé, từ ngày 26 tháng 8 nha anh chị, thì em đã view với mọi người là thị trường sẽ test lại ở những khu vực là 1250, 1260, 1235, 1218. Thì em có đánh giá với mọi người là cái vùng 1250, 1260, 1235 thì khả năng thị trường sẽ test, còn cái khu vực mà 1218 thì nó là một cái xác suất nó thấp hơn. Cho nên ở từ khu vực là 1250, 1235 thì nó sẽ là cái khu vực mà mọi người tìm kiếm những cái điểm tích cực. Ở trong cái giai đoạn này thì mặc dù là với cái phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường đã tiệm cận về cái vùng 12, gần 1235 rồi, nhưng mà cũng chưa có cổ phiếu, có một vài mà cổ phiếu nó cũng chưa khớp. Ở trong cái giai đoạn hiện tại thì mọi người có thể thấy là em đặt cái vùng khớp T cộng nó rất là thấp, đúng không? Khớp T cộng nó rất là thấp và cái tỷ lệ an toàn cho mọi người rất là nhiều. Thì đó là cái câu trả lời của em về cái việc đó là VN-Index sập rồi thì chạy giờ có được hay không. Thì mọi người có thể thấy là qua cái những cái mà em khuyến nghị với mọi người ở trong giai đoạn vừa rồi thì đến thời điểm hiện tại nó là một cái giai đoạn khá muộn rồi, đúng không? Từ những cái vùng trên cao em đã cảnh báo với mọi người về cái việc là mọi người cố gắng giao dịch thì mọi người sẽ bị cái sát phạt ở trong cái giai đoạn này, chắc chắn là như vậy, đúng không? Tại vì giai đoạn đó thị trường chả có một cái động lực gì để mà thị trường tiếp tục đi lên, nhưng mà rất là nhiều người hô hào, nhiều người gọi là view tích cực thị trường đoạn đó, đúng không? Thì thay vào đó em lại cho mọi người phòng thủ ở những cái khu vực trên cao như vậy. Cái giao dịch của em á, nó không phải là giao dịch ở những cái thị trường nó bắt đầu đi lên rồi, giống như kiểu là gió chiều nào chúng ta theo chiều đó vậy mọi người, mà kiểu như là thị trường đi lên thì mọi người sẽ hô lên, còn thị trường đi xuống thì mọi người sẽ hô xuống. Nhưng mà em là không như vậy. Khi mà thị trường đi lên thì em sẽ xét một cái bối cảnh toàn diện, xem là động lực thị trường có không, rồi xem là rủi ro thị trường là như thế nào, thì em sẽ view cho mọi người những cái nhịp đó. Nếu thị trường tiếp tục đi lên được và thị trường có động lực mới và thị trường có những cái nhóm ngành dẫn dắt thì chúng ta sẽ view tiếp tục đi lên. Nhưng mà ở trong giai đoạn đó thì thị trường không đạt đủ những cái điều kiện ở những cái khu vực là 1290 thì mọi người thấy là em view với mọi người là một cái sự rủi ro nếu mà mọi người cố giao dịch ở đoạn đó. Thì khi mà thị trường đã tìm cận về những cái vùng mà chúng ta đã đặt ra từ cái khu vực là 1290 rồi này, đúng không? Từ trên này là chúng ta đã view về nhau về một cái nhịp chỉnh rồi, thì khi mà thị trường đã điều chỉnh xuống phía dưới này thì chúng ta có còn view rủi ro nữa hay không? Đúng không? Thì tất nhiên câu trả lời là không, và câu trả lời ở thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ tìm kiếm những cái mã cổ phiếu có thể đánh T cộng. Và vì bản chất thị trường ở giai đoạn này là phân hóa, cho nên là
cái nhịp này thì chúng ta có thể lựa chọn những cái mã cổ phiếu có thể đánh T cộng. Những cái mã cổ phiếu thì em có gợi ý với mọi người rồi đúng không? Những cái mã cổ phiếu ví dụ như HLV thì mọi người có thể canh ở những cái vùng phía dưới này đó, mặc dù là thị trường giảm tới từ 129X là tới thời điểm hiện tại là gần 60 điểm nữa mọi người, 51 điểm rồi, 51 điểm rồi, nhưng mà con HLV này nó chưa về điểm mua của em nhé, nó chưa về điểm mua, cái vùng mua của em là ở phía dưới này đó, cho nên là nếu ngày mai có những cái sự điều chỉnh xuống thì em sẽ tiến hành mua đối những cái mã cổ phiếu như HLV rồi. Chỉ có đất xanh là ở thời điểm hiện tại là nó khớp này đúng không, nó xanh là khớp ở vùng này đó, nhưng mà nếu mà nó có một cái nhịp điều chỉnh về phía dưới này thì mọi người vẫn có thể tiếp tục tham gia được đối với lại đất xanh đó. Đất xanh thì mọi người đã có lợi nhuận, hàng đã về rồi, em mua vào phiên giao dịch ngày 11 tháng 9 đúng không mọi người, đó cũng đã có lợi nhuận rồi đó. Rồi STB, FPT đó, mua ở những cái khu vực phía dưới này đó, bây giờ thì cũng đã có lợi nhuận gần 10% đó, thì hôm nay em vẫn đang canh bán đó, tại vì bản chất thị trường có một cái sự gọi là phân hóa, cho nên là chúng ta sẽ giao dịch dựa vào những cái tín hiệu riêng của cổ phiếu đúng không, và duy trì một tỷ trọng thấp, thì đến khi mà thị trường đã đạt về những cái vùng mà chúng ta đã view trước với nhau, đã đưa ra một cái kịch bản hành động trước đó rồi, thì đây em không xem nó là một cái rủi ro, tại vì những cái vùng rủi ro thì chúng ta phải nhận diện sớm, chứ không phải đến lúc mà thị trường điều chỉnh hay là mọi người lại lấy cái cớ là do bão rồi hậu quả sau bão, rồi mọi người lấy nó làm cái cớ để mà nói về cái sự rủi ro thị trường đó. Tại vì em đã view với mọi người từ trên cao, từ ở phía trước này nó còn chưa hình thành cơn bão cơ, những cái thông tin về bão hầu như là mọi người còn chưa biết cơ, thì em đã view về nhịp chỉnh rồi, cho nên cái nhịp chỉnh này thì về thuần phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng đã thấy rồi, chứ không phải liên quan tới bão đúng không, nó có thể để lại hậu quả cho chúng ta, nhưng mà đối với thị trường chứng khoán của chúng ta nó không phải là một cái lý do để mọi người có thể đem ra bàn tán về cái việc điều chỉnh này cả nha mọi người đó, cho nên là nó là một cái điều rất là mắc cười nha mọi người đó. Thì khi mà thị trường chạm về những cái vùng này thì chúng ta sẽ view với nhau, đó là một cái nhịp T cộng. Về mặt điểm số thì ở đây là cái khu vực hỗ trợ của thị trường nha mọi người, 1230, 1235, đây là một khu vực hỗ trợ của thị trường, nó cũng sắp về rồi đó mọi người, và có một cái vùng sâu hơn mà chúng ta có đề cập là 1218, thì cái xác suất mà về 1218 thì em vẫn đánh giá là nó vẫn đang rất là thấp, và có khả năng là thị trường nó sẽ phản ứng ngay ở cái vùng này luôn, có thể nhúng sâu hơn một chút ở trong phiên là nhúng qua 1230, và có thể là tạo ra một cái sự rút chân đúng không đó, và nhịp hồi thì chúng ta dự kiến đánh lên những cái khu vực là 1268 đến vùng 1270 thì chúng ta sẽ đánh lên cái vùng này đó. Thì đó là cái kế hoạch của em trong cái giai đoạn này, khi mà đã view với mọi người từ những cái vùng trên đó thì mọi người có thể thấy là kế hoạch rất là bài bản, và em cái gì nó quan trọng thì em nhắc đi với mọi người, nhắc đi nhắc lại với mọi người rất là nhiều lần, trên dưới 5 lần mọi người, trên dưới 5 lần trên livestream em cũng nhắc rất là nhiều, cho nên là có thể là cái góc nhìn của em á, so với những cái người khác nó có thể là nó sẽ hơi gọi là hơi lệch một tí. Ví dụ như ở trên này thì họ lại view là thị trường có thể đi lên rồi thị trường hình thành sóng to rồi mất 1300 nó chả là cái gì cả đúng không, nhưng mà đoạn đó thì em lại view rủi ro. Rồi ở phía dưới này thì người ta lại nói về câu chuyện đó là thị trường có thể là về dưới 1200, thị trường về phá đáy, về test đáy chẳng hạn, thì em lại view nó là một cái cơ hội cho mọi người có thể tìm kiếm một cái nhịp ngắn đúng không. Thì nó là một cái sự ngược của em ở trong cái giai đoạn này, nó không, thật ra là nó không phải là cái góc nhìn cá nhân của em đâu, mà em dựa vào cái phân tích kỹ thuật để phân tích cho mọi người, để đọc ra cái đồ thị và cái hành vi giá của thị trường, chứ không phải là bản thân em có thể nhìn ra được cái vấn đề này. Nhưng mọi người, em là một người đọc số liệu, đọc biểu đồ cho mọi người để mọi người có những cái góc nhìn khách quan đó, thì cho nên là cái nhịp điều chỉnh này nó là cái nhịp mà nó đã thấy trước rồi đúng không, theo Ichimoku thì nó đã thấy trước, khi mà cái vùng tăng yếu rồi hưng phấn nó đã xuất hiện thì cái việc điều chỉnh nó là điều tất yếu thôi đúng không, nhắc đi nhắc lại với mọi người rất là nhiều lần đây đó. Thị trường càng kéo cao thì mức độ sát phạt trong nhịp chỉnh càng lớn đối với việc mua đuổi và cố gắng giao dịch ở vùng này, ở vùng 1290 đúng không mọi người. Đấy, cho nên là với cái việc mà ở thời điểm hiện tại mà mọi người nói câu chuyện là bây giờ chúng ta có thể bán cổ phiếu được hay không, cổ phiếu giữ được không em Tùng, rồi hay là bây giờ chúng ta sẽ hành động như thế nào nếu anh chị giữ tỷ trọng cao đúng không, thì bây giờ đối với cả anh em câu chuyện đó là trễ rồi, chúng ta không thể nào đi theo với đám đông được mọi người đúng không mọi người, chúng ta không thể nào đi theo được cái đám đông, tại vì về cơ bản cái thị trường này là một cái thị trường mà nó gần như là zero sum, có nghĩa là cái tổng cung cầu của nó là bằng không, gần bằng không á mọi người, gần bằng không thôi chứ không phải là bằng không, tại vì nếu mà là phái sinh đó, thì nó bằng không, nhưng mà ở cơ sở thì nó lại là gần bằng không thôi, có nghĩa là chúng ta sẽ phải lấy tiền từ người này để mà chúng ta có lợi nhuận đó, cho nên là chúng ta sẽ không đi theo được cái đám đông. Đám đông ở đây là gì, đám đông là những cái dòng tiền có một cái xu hướng đó là FOMO, hay là những dòng tiền mà có xu hướng là đã thấy thị trường bắt đầu đi lên rồi thì họ lại kỳ vọng xa hơn, thì đó là cái tâm lý giao dịch của đám đông, của hầu hết những cái đám đông trên thị trường
Đó, thì chúng ta sẽ phân tích về những cái hành vi đó, để mà khi những cái hành vi đó một cái xu hướng là kỳ vọng nó quá cao thì chúng ta lại có một cái xu hướng đi ngược. Đó, chứ chúng ta không đi ngược theo dòng tiền lớn nha mọi người hình dung nha. Nếu dòng tiền lớn nó có tham gia và nó xuất hiện dòng dẫn thì chúng ta sẽ đi theo dòng tiền lớn. Nhưng nếu dòng tiền lớn và dòng dẫn không xuất hiện thì chúng ta sẽ không đi theo đám đông. Chứ không phải là chúng ta không đi theo đám đông nha mọi người. Chúng ta phải đi theo dòng tiền lớn, chúng ta phải đi theo nhóm ngành dẫn thì chúng ta mới kiếm được cái lợi nhuận. Tại vì lúc đó người ta mới để cho mình kiếm tiền. Đúng không? Còn những cái giai đoạn mà nó không có xuất hiện những cái yếu tố đó thì đó là những cái giai đoạn mà chúng ta nên né đám đông ra. Tại vì những cái sự hưng phấn của đám đông nó rất là ghê gớm và nó khiến cho thị trường của chúng ta nó sẽ rơi vào một cái vùng nguy hiểm, mà gọi là cái vùng rủi ro, và càng cố giao dịch thì mức độ sát phạt nó càng cao. Cho nên đó là một cái mà đến đến thời điểm hiện tại thì mọi người thấy, đến lúc lúc mà em nói thì cũng có nhiều anh chị nói với em là ừ thị trường đang ngon mà thị trường nó sẽ không hình thành đỉnh ở đây đâu mà nó sẽ tiếp tục đi lên tiếp, nhưng mà hỏi cơ sở ở đâu mà anh chị thấy á thì lại không nói được, đúng không? Rồi hay là anh chị nói về câu chuyện đó là dòng dẫn nó xuất hiện từ khá là lâu rồi, những cái nhóm như bất động sản, đúng không? Mà bất động sản thì em đã nói với mọi người là nhóm phục hồi từ đáy, thì nó sẽ có những cái nhịp như thế này, nó sẽ có những cái nhịp test test như thế này, đúng không? Còn những cái nhóm ngành như là chứng khoán thì cũng đã làm một cái buổi livestream giải thích với mọi người về cái quá trình tích lũy của nó cần phải xảy ra thì nó mới bắt đầu có một sự tích lũy. Còn ngân hàng là một cái nhóm ngành mà khá là tích cực nhưng mà nó chưa đủ, tại vì nó có những sự phân hóa trong những cái nhóm ngành đó đó. Cho nên đến thời điểm hiện tại thì những cái gì mà em chia sẻ với mọi người nó gần như là nó đi cực kỳ chính xác luôn mọi người, đúng không? Đó, mọi người không bị hưng phấn, mọi người không bị FOMO, mọi người bảo toàn được cái lượng tiền của mọi người, thì đến thời điểm hiện tại khi mà cơ hội bắt đầu xuất hiện rồi thì chúng ta không nghĩ đến việc chạy nữa mọi người, mà chúng ta sẽ cần phải xem xét thật là kỹ chúng ta phải đánh T cộng những cái mã cổ phiếu nào. Tại vì bản chất thị trường sideways như thế này á thì nó cũng là một cái thị trường khó, tại vì nếu mà mọi người chọn không đúng mã thì nó rất dễ dính những cái biến động xấu, đúng không? Tại vì những cái cổ phiếu thì nó sẽ có một cái dòng tiền riêng biệt, khi mà chúng ta chọn không đúng á, thì rất dễ bị vi phạm các lỗ, tại vì thị trường nó đang sideways, tại vì nó phân hóa, đúng không? Nó không phải là kéo đồng loạt, đúng không mọi người? Nó tương tự như những năm mà mọi người thấy là những cái khoảng thời gian của năm 2023, đúng không? Năm 2023 ở cái khoảng mà sau khi chúng ta hồi xong đáy một thì chúng ta bước vào một quá trình sideways này, thì không hẳn trong 6 tháng sideways này cổ phiếu nào nó cũng lên, mà nó sẽ phân hóa. Cái quan trọng của chúng ta là chúng ta phải lựa chọn tín hiệu, đúng không? Thì đó là cái nhiệm vụ của em, và em cũng đã lựa chọn cho mọi người vài những cái tín hiệu để mọi người có thể tham khảo được T cộng. Rồi có một vài mà cổ phiếu nó cũng đang lại mang lại tỷ suất sinh lời, và có một mã cổ phiếu thì nó đang hơi xấu một tí đó, thì đó là cái mà chúng ta sẽ view với nhau ở trong giai đoạn này, chứ em sẽ không view rủi ro khi thị trường đã điều chỉnh nha mọi người. Cái mà chúng ta thấy ở đây là chúng ta có một cái cơ hội giao dịch T cộng ở đây, và cái nhiệm vụ của chúng ta là lựa chọn cổ phiếu. Còn ở những vùng trên cao là những vùng mà chúng ta đã quản trị rủi ro thì mắc mớ gì chúng ta phải ở phía dưới này, chúng ta phải nói đến câu chuyện về quản trị nữa, đúng không? Quản trị hôm nay nó trễ rồi mọi người, nó trễ rồi, nó thị trường chỉnh 60 điểm từ vùng đỉnh rồi mà đi quản trị rủi ro giao dịch kiểu gì vậy mọi người, đúng không? Đấy, thì đó là không phải là cái phương pháp mà nhìn thôi đã thấy là không phải là phương pháp đúng rồi, đúng không mọi người? Chúng ta phải nghĩ đến rủi ro trước khi mà chúng ta nghĩ đến cơ hội ha. Cho nên vùng này em đánh giá thì đây sẽ là cái cơ hội T cộng cho mọi người đó. Tại vì nếu mà mọi người thua vùng này thì những cái người trên này thì chết chết chắc, đúng không mọi người? Những cái vùng người giao dịch ở khu vực ở trên 129x này thì chết chắc, đúng không? Còn nếu mà mọi người giao dịch vùng này mà thua nữa thì những cái vùng này thì chắc chắn là sẽ không kiếm tiền và âm rất là sâu, đúng không mọi người? Đó. Và nếu mà mọi người thắng ở trong những cái biên giao dịch này á thì mọi người lại đổi ra một cái tỷ lệ gọi là lợi nhuận nó cao hơn so với những cái gì mà chúng ta thấy là cố gắng giao dịch trên đoạn này. Cho nên á, là cái vùng này nếu mà chúng ta dành tỷ trọng ra một cái nhịp T cộng, đúng không? Tại vì ở trong giai đoạn này thì em vẫn chưa thấy bất cứ một cái động lực nào để thị trường đi lên, cho nên là em sẽ không view mua trung hạn. Đến khi nào em thấy nó đủ điều kiện thì em mới cho mua trung hạn, và em thấy đủ một cái khoảng thời gian đủ dài để mà thị trường an toàn á, thì em sẽ view trung hạn. Còn đoạn này em không thấy gì cả ở trong đoạn này. Không phải lần đầu em nói như vậy, mà em đã nói rất là lâu từ cái đoạn này rồi. Tại vì đoạn này này em nói với mọi người là em không view tiêu cực, nhưng mà thật sự ra là thị trường nó không có động lực, thì chúng ta không nên hưng phấn quá, và chúng ta nên chờ. Chờ đây là chờ cái gì? Chờ đây là chờ quá trình tích lũy nó xảy ra. Thì khi quá trình tích lũy nó xảy ra thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta nhiều điều hơn. Cái giai đoạn này là giai đoạn mà em nói với mọi người là khi thị trường hồi xong á thì thị trường nó không quan trọng nữa, mà cái giai đoạn tích lũy này mới là giai đoạn quan trọng.
Tại vì khi giai đoạn tích lũy nó xảy ra, chúng ta sẽ chưa biết được quá trình tích lũy nó sẽ kết thúc như thế nào và nó sẽ kết thúc ở thời điểm nào. Nhưng mà cái quá trình tích lũy này, để quá trình tích lũy này nó xác định được là cái dòng dẫn của chúng ta nó sẽ nằm ở đâu và động lực thị trường trong giai đoạn sau nó có hay không. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng khi mà bước vào nhịp tích lũy, cho nên chúng ta phải chủ động về việc tỷ trọng cũng như là chúng ta chỉ đánh những cái nhịp T cộng thôi, đến khi dòng dẫn xuất hiện rồi chúng ta có thể đánh mạnh mẽ hơn, hoặc là nếu thị trường có cho chúng ta một cái deal nào đó, ví dụ như là về mặt tiền tệ hay là về những cái vấn đề xoay quanh về vĩ mô, chúng ta có thể đặt cược nào một phần ở đó thì chúng ta sẽ cược. Còn ở trong giai đoạn này, câu chuyện tiền tệ và câu chuyện vĩ mô nó không có cái gì quá lớn. Nếu anh chị muốn xem điểm tin vĩ mô tiền tệ cụ thể hơn, mọi người có thể xem lại cái livestream tối ngày hôm qua của em Tùng nhé. Livestream tối ngày hôm qua của em Tùng thì mọi người có thể là xem. Em tối ngày hôm qua em đã trao đổi với mọi người rất là cụ thể và rất là chi tiết về cái câu chuyện vĩ mô và tiền tệ, đúng không? Thì mọi người vào phần video phát trực tiếp này, mọi người xem cái sự kiện Fed và xu hướng VN-Index này, mọi người sẽ xem tối ngày hôm qua em đã trao đổi rất là kỹ với mọi người về thị trường, thị vĩ mô và tiền tệ trong giai đoạn này cũng như là giai đoạn tiếp theo của thị trường, đúng không? Ok ha, thì đó là về mặt thị trường cũng như là giải đáp cho mọi người về cái câu hỏi ngày hôm nay, VN-Index sập rồi chạy giờ được hay không? Đó thì những cái chia sẻ của em nó sẽ là những cái câu trả lời cho mọi người ở thời điểm hiện tại. Còn nếu anh chị trong giai đoạn vừa rồi mà không có sự chủ động cũng như là không có biết được những cái kế hoạch thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đang ở phía góc bên trái màn hình ở đây này mọi người, để mọi người có thể liên hệ với em để có thể là đồng hành cùng với em trong cái nhịp này cũng như là cái nhịp sau, để có thể lên kế hoạch cũng như là những cái sự gọi là tư vấn cho mọi người trong giai đoạn tiếp theo. Nếu anh chị chưa có tài khoản VPS thì có thể mở tài khoản hoặc là anh chị có thể chuyển ngay đi nha mọi người. Welcome tất cả mọi người và nhớ là liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để em có thể hỗ trợ mọi người nhé. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu chuyện tiếp theo, đó là câu chuyện thì liệu khi mà chúng ta là view T cộng thì chúng ta sẽ phải chú ý những cái mã cổ phiếu nào. Ở đây thì em đã có chia sẻ với mọi người và làm một cái kèo với mọi người ngày hôm vừa rồi, đó là mã cổ phiếu đất xanh, thì mọi người cũng đã có lại rồi. Sáng ngày hôm nay thì anh chị có donate cho em cà phê về mã cổ phiếu đất xanh, nhưng mà thì em xin phép là em sẽ gửi cái tiền đó cho cái đợt lũ lụt lần này nhé mọi người. Thì em sẽ gửi cho mặt thẳng cho mặt trận Tổ quốc luôn. Rồi trước mắt là cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Hình như là anh Tuấn đúng không? Đúng rồi, anh Tuấn thì anh có donate cho em, thì em sẽ gửi trực tiếp cái lượng cái số tiền đó cho cái khắc phục hậu quả sau bão và gửi thẳng cho mặt trận Tổ quốc đó. Thì đó là cái deal gần nhất mà em có làm với mọi người. Thì cái tiếp theo thì khi mà thị trường điều chỉnh thì mọi người có thể chú ý những cái mã cổ phiếu nào. Thì dạo gần đây em khá là chú ý đến đầu tư công, một cái nhịp ngắn thôi mọi người, tại vì em có kỳ vọng một chút về cái đầu tư công này ở trong cái giai đoạn tiếp theo. Thì những cái nhịp ngắn nếu mà nó có điều chỉnh về khu vực là 11.1 hoặc là 11.4 gì đó thì ở những khu vực này thì mọi người có thể tham gia được nha. Đối với con HHV đó là cái mã cổ phiếu thứ hai mà em có thể trao đổi với mọi người. Còn những cái mã cổ phiếu khác ví dụ như là chứng khoán thì em không thấy là ở trong giai đoạn này thì nó đưa cho chúng ta một cái điểm mua nào nó quá an toàn, tại vì cái nhịp một thì chúng ta có thể mua an toàn đó. Ở những cái vùng phía trên này thì em đã cảnh báo với mọi người và làm hẳn một cái buổi livestream để mà nói về nhóm ngành chứng khoán này, nó sẽ cần phải tích lũy. Và mọi người thấy là từ cái vùng đỉnh này, từ cái vùng đỉnh này thì nó điều chỉnh bao nhiêu rồi, 12% rồi mọi người, 12% đấy, một con số lớn đó mọi người, trong một cái nhịp ngắn mà 12% là con số lớn đấy. Thì mọi người có thể thấy là từ những cái nhịp đó thì em đã không quan tâm đến chứng khoán ở những khu vực trên này rồi, đúng không? Thì khi nó điều chỉnh rồi thì chúng ta sẽ quan sát tín hiệu, nhưng mà ở thời điểm hiện tại em chưa thấy tín hiệu của nhóm ngành chứng khoán, cho nên tạm thời nhóm ngành này thì em cũng sẽ chưa quan tâm nha mọi người. Đấy, ok rồi. Thì rồi một cái nhóm ngành, à nếu mà có quan tâm thì sẽ quan tâm đến con HCM, nhưng con HCM thì cái điểm mua của em khá là sâu. Mọi người có thể thấy là thị trường điều chỉnh 60 điểm rồi, nhưng mà mặc dù là em view T cộng nhưng mà nó vẫn chưa về điểm mua của em. Thì mọi người biết là em để cái điểm mua nó thấp cỡ này, đúng không? Em đã nói với mọi người là nếu con HCM này nó cứ giao dịch ở phía trên này thì em không mua đâu, em không mua đâu, nó điều chỉnh thì em sẽ mua, đúng không? Thì đây là một cổ phiếu thứ hai, nếu mà nó có sự điều chỉnh về những cái khu vực cạnh mây phía dưới này thì mọi người có thể tham gia vào nhé. Đâu đó khoảng tầm dưới 27, dưới tầm 27-27.5 gì đó, quanh quanh vùng đó mọi người nhé. Rồi thì đó là hai mã cổ phiếu mà muốn gửi cho mọi người để mọi người có thể là tham khảo trong cái nhịp tiếp theo nha mọi người. Còn về ngân hàng thì cũng chú ý mấy con khỏe khỏe thôi, ví dụ như là Tiên Phong Bank chẳng hạn, Tiên Phong Bank hoặc là những con như là CTG, những cái con này thì là những con mà mọi người có thể là chú ý ở trong những cái nhịp T cộng như thế này đó. Nhưng mà ngân hàng thì biên độ nó sẽ khá là thấp đấy. Rồi dệt may thì cũng là một cái nhóm ngành mà em đang quan tâm, nhưng mà sẽ hơi khó có điểm mua.
Có thể chọn là TNG ha, có thể chọn TNG. Ok. Đó, thì đó là những cái mã cổ phiếu mà mọi người có thể chú ý trong cái nhịp T cộng này, và đó là cái video mà chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay, để mọi người có thể là có thêm những cái góc nhìn về thị trường cũng như là những cái góc nhìn tham khảo. Kế hoạch thì chúng ta phải luôn gọi là luôn có một cái xu hướng gọi là chuẩn bị trước, không phải thị trường đi lên chúng ta nói là cơ hội, thị trường đi xuống chúng ta nói là rủi ro, rồi chúng ta mới bắt đầu quản trị. Đó là một câu chuyện rất là trễ rồi, và em tin rằng là rất nhiều người có một cái xu hướng bị mắc phải cái vấn đề này. Cho nên ngày hôm nay em mới làm một cái video về chủ đề này để nói cho mọi người là chúng ta phải nhìn nhận vào cái cơ hội với cái rủi ro nó từ trước, đúng không? Nó từ trước chứ không phải là bây giờ nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, và mọi người đừng quên để lại một nút like, một nút đăng ký kênh nếu thấy những cái chia sẻ cũng như là những cái sự tư vấn của em là hữu ích và mang lại giá trị cho mọi người. Đặc biệt là nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và mọi người có thể để lại một trái tim ở phần comment nếu thấy là cái chia sẻ của em nó nhiệt tình và có một cái xu hướng là có mang lại cho mọi người thêm những góc nhìn hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và an lành. Bye bye.